phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai vừa kỷ niệm 30 năm thành lập. Tới dự có đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cách đây 30 năm, ngày 1 tháng 7 năm 1992, xã Bắc Cường, nay là phường Bắc Cường, được tách ra từ xã Nam Cường, trực thuộc thị xã Lào Cai. Trải qua 30 năm xây dựng, từ một xã với hơn 80% hộ sản xuất nông lâm nghiệp, đến nay Bắc Cường đã trở thành khu đô thị mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Kinh tế phát triển, thương mại dịch vụ chiếm 98,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt hơn 44 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,16%. Phấn đấu trở thành đô thị kiểu mẫu, phường Bắc Cường tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.